Vừa nhận hai thùng hàng từ Nepal về. Đây là chày cứng, chày Lusa 7 màu. Chày cứng để lấy âm vang, và chày mềm loại nhỏ nè. Loại nhỏ và chày bông mềm loại lớn, loại 37 cm. Và chày cứng cũng 37 cm luôn. À, rồi còn những cuốn sách. Những cái sách mà lần trước anh chị em Healer và Master có hỏi like về có bán sách không, like cũng có hỏi thầy, thầy sẽ gửi qua để chia sẻ lại cho anh chị em Healer và Master nào cần mang được về cũng mấy chục cuốn, nên ai cần thì liên hệ với like là chia sẻ lại. Đợt này like cũng lấy về rất là nhiều, để anh chị em có nhu cầu hay nhắn tin hỏi like về những cái chày Lusa này. Mấy lần trước like đã hết thì bây giờ lấy một lượt về rất là nhiều để chia sẻ lại anh chị em. Và có những cái chày tường lọc và chày xoay to nữa, mấy cái chày bản to như thế này, bản to là để xoay rất là dễ lên. Anh chị em Healer và Master đừng nghĩ là những cái chày nó rẻ. Lai mang về á, là mục đích chia sẻ là mọi người trước tiên, là cái thứ hai nữa là đương nhiên là Lai có lợi nhuận rồi, nhưng lợi nhuận không nhiều đâu anh chị em ơi, chẳng qua chúng ta chia sẻ nhau có kiến thức thêm thôi. Vì anh chị em mà đi qua Nepal mang về đi sẽ biết, mang về cũng rất là khó khăn, không có dễ dàng, thuế này kia các cái nó nhiều lắm, cho nên là Lai cũng chia sẻ lại ai cùng tần số và hiểu được thì mình cùng nhau chia sẻ thôi.